Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả đến với bản tin phố đêm được Hương Giang tường trình cùng với anh Nguyễn Xuân Nam. Xin chào anh Nam. Xin chào Hương Giang và trân trọng kính chào quý vị. Thưa quý vị, có thể là nếu như quý vị nào đang theo dõi chương trình truyền hình thì có thể thấy là thời tiết bên ngoài đang rất là lạnh. Ngày hôm nay thì anh Nam phải mặc một cái áo lạnh rất là dài và Hương Giang phải quàng khăn đó quý vị. Thưa quý vị, thời tiết băng giá và cảnh báo băng giá được ban hành quanh vùng vịnh San Francisco của chúng ta rất là nhiều nơi và cả trên miền Bắc California vào tối ngày hôm qua cho đến sáng sớm ngày hôm nay thời tiết rất là lạnh. Và theo dự báo của nhà khí tượng thì trong những ngày tới, đặc biệt weekend này và trong tuần tới thì sẽ có nhiều đợt bão đổ bộ vào vùng vịnh San Francisco của chúng ta. Và đã chính quyền ở rất là nhiều nơi hiện nay đang phân phối các bao tải cát miễn phí. Thưa quý vị, Hương Giang nhắc lại là chính quyền ở rất là nhiều địa phương đang phân phát những cái bao tải cát miễn phí, bao cát miễn phí để giúp người dân có thể dùng bao cát mà đối phó với nước lụt chẳng hạn, để bảo vệ cái ngôi nhà mình. Quý vị nào mà quan tâm thì hãy vào baocalidaytoday.com. Trên đó thì chúng tôi có danh sách một loạt những cái địa điểm mà phát bao cát miễn phí thưa quý vị, tại San Francisco, tại quận Alameda hay là tại San Jose của chúng ta thì có khoảng 4 địa điểm. Thưa quý vị hãy vào baocalidaytoday.com để xem những cái địa điểm nào. Và nếu mà quý vị nào quan tâm thì hãy đến những nơi đó, tại vì trên cái danh sách thì người ta không có để số điện thoại thưa quý vị, và người ta cũng không có cho chi tiết là những cái yêu cầu gì, nhưng mà theo như Hương Giang được biết là hình như phải đem theo giấy tờ tùy thân, tức là cái ID của mình để xác định là mình có sinh sống là cư dân của khu vực đó. Và anh Nam biết không, lạnh tới thì cúm theo. Quanh vùng vịnh San Francisco của chúng ta đã có một cái trường hợp cúm bị thiệt mạng, bị tử vong về cúm trong cái mùa cúm đầu tiên trong cái mùa cúm năm nay, và cái trường hợp này được tường trình từ Napa. Thì Hương Giang cũng nhắc nhở quý vị là thời tiết rất là lạnh, mưa gió bão trong những ngày tới. Quý vị nhớ giữ ấm cho bản thân, cho gia đình, và khi mà quý vị lái xe trên đường, đặc biệt là trên xa lộ, quý vị phải hết sức là cẩn thận. Và Hương Giang cũng dặn anh Nam nữa, bởi vì anh Nam cũng hay nhiều khi chủ quan lắm. Thì dặn hàng xóm mà không dặn ông anh thì cũng kỳ quá. Ok, mời cô tiếp tục. Dạ thưa quý vị và anh Nam, thưa quý vị, ngày hôm nay thì tại Hoa Kỳ có 3 cái bản tin chính. Thứ nhất là vụ thảm sát tại Florida, tại phi trường quốc tế Fort Lauderdale ở Florida. Thứ hai là vẫn tiếp tục cái tường trình của cộng đồng tình báo về việc Nga đứng đằng sau các vụ tấn công xâm nhập vào Đảng Dân Chủ. Thứ ba nữa, đó là vào ngày hôm nay, Quốc hội đã làm cái thủ tục cuối cùng, đó là chính thức xác nhận kết quả và chính thức công nhận ông Donald Trump là người đắc cử tổng thống trong cái mùa tổng tuyển cử vừa qua. Thưa quý vị, mặc dù có rất là nhiều cái phản đối từ Đảng Dân Chủ, nhưng mà Quốc hội đã chính thức xác định cái kết quả này là ông Trump có được, theo như Hương Giang được biết, là 304 phiếu cử tri đoàn. Trong khi đó bà Hillary có được khoảng 227, rồi có ông Colin Powell, có cả thượng nghị sĩ Bernie Sanders nữa, và cái danh sách nó còn khoảng thêm một vài người nữa. Thưa quý vị, Đảng Dân Chủ tìm mọi cách, một số người ở trong Hạ viện Dân Chủ tìm mọi cách để phản đối biểu tình cái kết quả này, nhưng mà họ không có đạt được theo ý muốn, bởi vì theo đúng quy định là những cái phản đối này, mỗi một phản đối phải được viết ra bằng văn bản đàng hoàng và phải có chữ ký của một vị dân biểu Hạ viện và một thượng nghị sĩ. Tuy nhiên, những cái phản đối này họ không có lấy được bất cứ cái chữ ký nào của bất cứ thượng nghị sĩ nào, do đó không có đạt yêu cầu. Như vậy là mặc dù phản đối, bất chấp phản đối, nhưng mà Quốc hội đã chính thức công nhận, đây là thủ tục cuối cùng, chính thức công nhận ông Donald Trump, xác định kết quả là ông Donald Trump là người thắng cử trong mùa tổng tuyển cử vừa qua. Và hôm qua thì hai anh mình hẹn là ngày hôm nay sẽ cập nhật đến quý vị khán thính giả về cái kết quả của cộng đồng tình báo, cái tường trình cộng đồng tình báo về việc Nga đứng đằng sau vụ tin tặc. Thưa quý vị và thưa anh Nam, vào ngày hôm nay thì cộng đồng tình báo gồm CIA, FBI và NSA, tức là cơ quan an ninh quốc gia, đã có một cái buổi họp với ông Donald Trump Buổi họp kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, và tại đây thì họ đã trình bày cái kết luận điều tra của các cơ quan tình báo về việc Nga đứng đằng sau các vụ xâm nhập vào mạng điện toán của đảng Dân chủ, cụ thể là đảng Dân chủ hay nói chung là vào Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cái tường trình này là tường trình chung của ba cơ quan CIA, FBI và NSA. Và tường trình này có một số điểm đáng chú ý đó anh Nam. Thứ nhất là tường trình này họ cho rằng, thứ nhất là họ đánh giá đích thân Tổng thống Nga là Vladimir Putin đã ra lệnh một cái chiến dịch gây ảnh hưởng nhằm vào cái cuộc tổng tuyển cử của Hoa Kỳ năm 2016. Và họ lợi dụng, tức là họ dùng một bên thứ ba, đó là ví dụ như là những nơi là Wikileaks hay là DCLeaks hay là Russia 2.0. Họ lợi dụng những cái bên trung gian này để tung ra những cái email mà họ trộm được từ trong cái hệ thống máy điện toán của đảng Dân chủ. Cụ thể ở đây là của ông chủ tịch ban vận động tranh cử của bà Hillary Clinton, cũng như những cái email. Thưa quý vị, và cũng trong cái tường trình này cho thấy là khi mà cái tình hình bầu cử đó, khi mà bà Hillary Clinton gần như nắm chắc được là sẽ giành được thắng lợi rồi đó, thì cái chiến dịch này họ bắt đầu tập trung vào cái việc là làm gây tổn hại cái thanh danh của bà Clinton nếu như mà bà trúng cử tổng thống. Và cái mục tiêu của cái chiến dịch này, thứ nhất á, là làm cho niềm tin của công chúng vào cái hệ thống, vào tiến trình bầu cử của Hoa Kỳ, làm niềm tin của công chúng giảm đi. Thứ hai là gây tổn hại cho bà Hillary Clinton, gây khó khăn, cản trở cái con đường vào tòa bạch ốc của bà Hillary Clinton. Và cái tường trình này họ đánh giá là Putin và chính phủ Nga tỏ ra rất là ưu ái cho ông Donald Trump. Và cái mục tiêu của họ là nếu như mà Donald Trump thắng cử thì họ sẽ đạt được một cái liên minh chống khủng bố, cụ thể ở đây là ISIS, một cái liên minh mới theo cái ý của họ. Thì đó là những cái điểm mà rất là đáng chú ý. Và họ cả cái tường trình chung này của cả ba cơ quan tình báo cho biết là họ rất là tự tin trong cái kết quả đánh giá, trong cái kết quả của mình. Đó là những cái điểm chính. Thì ngay sau cái cuộc họp này thì ông Donald Trump vẫn tỏ ra là hạ thấp cái vai trò của Nga trong cái việc tin tặc. Ông Donald Trump ông trả lời vòng vòng và ông không có đi thẳng vào vấn đề. Ông nói là Nga, Trung Quốc hay là một số quốc gia khác hay là những cái nhóm tổ chức ở bên ngoài thì vẫn thường xuyên là phá vỡ cái cơ sở hạ tầng của hệ thống điện toán của các cơ quan chính phủ cũng như các công ty cũng như là các tổ chức của Hoa Kỳ. Và ông cho biết là trong vòng ông sẽ bổ nhiệm, sẽ chỉ định một cái nhóm mà trong vòng 90 ngày sau khi ông tuyên thệ nhậm chức thì cái nhóm này phải có trách nhiệm là trình lên ông một cái kế hoạch, một cái đề xuất làm thế nào mà ngăn chặn được những việc này. Và cái điều quan trọng là ông Donald Trump tuyên bố khẳng định là cho dù thế nào đi chăng nữa thì cái tin tặc nó cũng không có gây ảnh hưởng, không có làm xáo trộn cái kết quả bầu cử, tức là ông bảo vệ cái việc mình thắng cử là không có phải do Nga. Đó là cái kết quả theo như hiện nay, tức là ông Donald Trump hiện nay ông vẫn đang tìm cách hạ cái vai trò của Nga trong cái vấn đề về tin tặc. Riêng vấn đề này Hương Giang với các cái đài truyền hình, ví dụ chúng ta có dịp lên Fox News hay là CBS hoặc là NBC hoặc là CNN đó, thì thấy mấy hôm nay đó là họ mời những cái nhân vật có tên tuổi, những chính trị gia, như nhà phân tích lên bàn về vấn đề cái mâu thuẫn giữa cộng đồng tình báo Hoa Kỳ và ông Donald Trump. Thì ý kiến bên này thì thế này, ý kiến bên kia thì thế kia. Nhưng mà sáng nay đó tôi nghe một cái nhà bình luận của cái tờ mà Washington Post đó, ông ta nói rất hay, cho dù chúng ta không đứng ở phía ông Trump, không đứng ở phía chống ông Trump gì hết á, nhưng mà nếu cái điều mà cộng đồng tình báo mà họ kết luận là đúng như vậy đó, thì đó là vô cùng và cực kỳ nguy hiểm đối với an ninh Hoa Kỳ, đối với nền dân chủ Hoa Kỳ, bất kể người ta là ai là tổng thống với cái lợi giai. Có nghĩa là một cái quốc gia bên ngoài có thể xâm nhập vào cái hệ thống chính trị dân chủ Hoa Kỳ và có thể ảnh hưởng tới nó, có thể thay đổi theo cái chiều hướng họ muốn. Như vậy thì có thể nói đây là cái lần đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ có một cái việc như vậy xảy ra. Và cái việc như vậy nó sẽ ảnh hưởng một cách tàn khốc và nguy hiểm đối với Hoa Kỳ trong tương lai. Do vậy cho nên họ cũng không muốn đề cập đến chuyện ông Trump hay chuyện bà Hillary Clinton, nhưng mà họ thấy bây giờ một cái quan tâm lớn đó là làm sao đối phó được cái chuyện đó. Bởi nó đang thay đổi cái nhà của anh, nó thay đổi cái cấu trúc của anh, nó xâm nhập vào nhà, nó lũng đoạn anh, nó thay đổi anh. Giống cái nhà của Hương Giang vậy, có một người trung dung đó sắp xếp lại bàn ghế theo ý muốn của họ, sắp xếp nồi niêu son chảo, mua thực phẩm, lấy thực phẩm bỏ vô theo ý muốn của họ. Còn cái nhà của Du nữa không? Cho nên nó vượt qua tất cả những cái tranh chấp mang tính chất đảng phái và phe nhóm đó, thì chúng ta nhìn thấy cái điều này là một điều rất là hệ trọng, đã ảnh hưởng tới nền an ninh, tương lai chính trị và nền dân chủ của Hoa Kỳ. Và hiện nay thì anh đã biết là có rất là nhiều người họ cảm giác như là mình bị xúc phạm, mình quá bị xúc phạm. Như anh Nam nói là có một kẻ đứng ở bên ngoài nhưng mà xáo trộn hết căn nhà của mình, vào căn nhà của mình vô hình thôi nhưng mà xáo trộn hết cái căn nhà của mình. Và chính nhiều người họ cảm thấy họ bị xúc phạm, bỏ qua là ai thắng ai thua, bỏ qua tất cả những chuyện đó. Nếu nhìn cục diện ở trong một cái quốc gia, và một cái cường quốc như là Hoa Kỳ, nhưng là bị cái đối thủ của mình, người từng là kẻ thù của mình ở nó khác với mình lắm. Bây giờ đưa tay can thiệp vào cái hệ thống chính trị, vào cái hệ thống bầu cử của mình, thì cái điều đó là một cái điều rất là xúc phạm. Và bây giờ một cái thách thức đối với ông Donald Trump, và thách thức đối với chính quyền mới, và ngay cả thách thức với cả Quốc hội Hoa Kỳ luôn, là họ phải làm như thế nào để mà ngăn chặn được cái điều này. Tại vì một khi Nga làm được thì có thể Trung Quốc sẽ làm được. Một khi Nga làm được thì đừng nghĩ rằng Trung Quốc không có thể làm được. Trung Quốc có thể làm được. Họ có Trung Cộng, họ có nguyên cả một đội ngũ hacker, và họ đầu tư vào cái đội ngũ hacker này rất là mạnh. Và chúng ta không biết là họ sẽ dở trò những cái trò gì. Nếu như mà Hoa Kỳ bây giờ không có ở trong cái tình trạng báo động, không có những cái biện pháp thiết thực chính đáng, thì không biết là mọi việc sẽ đi về đâu. Nhưng mà phải nói là Hoa Kỳ không vừa. Tất nhiên là cái hệ thống mà an ninh mạng của Mỹ nó intercept, nó can thiệp và nó bắt những cái tin nhắn của trong nội tình của Điện Kremlin để mà nhắn cho các hoạt động tình báo, hoặc hoạt động gián điệp, hoạt động tin tặc. Cho nên có thể nói là cái phía Hoa Kỳ, cái hoạt động họ rất là dữ. Cho nên chúng ta chờ đợi sau khi đó mà cái việc này và đã được kết luận xong đó, thì coi Hoa Kỳ sẽ tiến hành những biện pháp trừng phạt như thế nào nữa, và đối phó như thế nào nữa. Nhưng mà tin tức của cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay có gì thêm mới nữa không Hương Giang? Dạ, tin tức là như vậy, tức là bây giờ cơ quan tình báo, cộng đồng tình báo, ba cái cơ quan tình báo đó họ đưa ra cái tường trình chung, họ khẳng định Nga. Và cái tường trình này thì là một cái tường trình là được xem là không có, là phải tường trình mật, tại vì tường trình mật thì họ không thể nào mà công bố được. Và họ cho biết là họ có cái tường trình nó rất là dài, và họ có đầy đủ những cái bằng chứng đó. Như Anna nói là họ đầy đủ, họ có toàn bộ những cái thông tin để họ biết là cơ quan an ninh quân đội, hay còn gọi là GRU của Nga, đứng đằng sau làm hết tất cả những cái việc này, và Putin đích thân ra lệnh. Thì đây là cái điều khẳng định, đây là cái điều khẳng định. Và ngày hôm nay cả nước Mỹ, thưa quý vị, cho đến giờ vẫn còn bàng hoàng. Trước khi nói chuyện nước Mỹ, mình trở về một cái chuyện khác nữa, là cái chuyện mà sau cái chuyện mà tin tặc á, là cái chuyện mà xây bức tường trở lại làm điểm rất là nóng trên các đài truyền thông lớn của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Hương Giang có thể nói thêm vấn đề này. Dạ, vấn đề xây bức tường thì ông Donald Trump và ngay cả bà Conway, tức là bà Conway là bà từng là trưởng ban vận động tranh cử của ông Donald Trump, và bây giờ được lên làm cố vấn cho tổng thống Donald Trump tương lai. Thưa quý vị, cả bà Conway và cả ông Donald Trump ngày hôm nay khẳng định là cái việc xây bức tường là chính phủ Mexico sẽ chịu cái chi phí này. Đó là cái thông tin mới nhất. Không biết là tình hình sẽ như thế nào? Thông tin đã thêm như thế này thưa quý vị. Trong suốt tối qua và sáng nay đó, thì các đài truyền hình đã trích lại cái câu nói của ông Trump lúc vận động tranh cử là sẽ xây một bức tường vĩ đại và vĩ đại ngăn đuôi giữa biên giới của Mẹ Tây Cơ và Hoa Kỳ. Trong cái lúc mà vận động tranh cử thì Donald Trump tuyên bố là sẽ bắt Mẹ Tây Cơ trả tiền. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì ông đổi lại là ông đề nghị Mỹ sẽ trả tiền và Mẹ Tây Cơ sẽ reimburse lại, là trả tiền lại. Thì cái chuyện nó xôn xao lắm. Cái chuyện xôn xao là làm sao bắt Mẹ Tây Cơ trả tiền lại. Thứ nhất, ông tổng thống Mẹ Tây Cơ là không trả, tuyên bố là không trả dù một xu. Thứ hai nữa đó, bạn lại gửi invoice qua, anh gửi hóa đơn tiền xây, dự tính xây khoảng 25 tỷ Mỹ Kim nếu xây. Cái ngân khoảng 25 tỷ Mỹ Kim á, thì đề nghị là Mỹ, Quốc hội Mỹ thông qua cái chuẩn chi cho cái ngân sách là khoảng 25 tỷ Mỹ Kim để mà xây. Mà nếu mà xây đó, gửi hóa đơn bên kia nó không trả thì sao? Bên kia họ cho là họ đâu có yêu cầu đâu. Đó, anh tự xây thì tự chi chứ tại sao như vậy? Thì cuối cùng người dân Mỹ là phải chịu thêm còn 25 tỷ. Thì hiện nay là cái chuyện đó trở thành một cái chuyện lùm xùm, tức là các bên bàn tán rất là xôn xao. Rồi cái chuyện bức tường ngày mai nên như thế nào thưa quý vị, đó là vấn đề rất lớn. Và người dân Mỹ cứ chịu đóng cái tiền thuế 25 tỷ Mỹ Kim để chi cho cái bức tường vĩ đại đó ngăn đôi biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ hay không. Đó là một chuyện cũng rất là lớn. Mà đây là một trong những cái lời hứa rất quan trọng của ông Donald Trump, không thể không làm. Mà rút không được, mà tới thì lấy gì tới, tiền đâu làm. Mỹ thì cơ thể không chi, mà Mỹ thì hiện nay nhiều cái đầu trên quốc hội đang lắc đầu. Cho nên chính đó là vấn đề cũng rất là phức tạp. Trở lại với cô, cũng trước khi về cô trở lại thì có một cái tin nữa là sáng nay là cái vị cựu giám đốc của CIA và là cố vấn của ông Trump đã tuyên bố từ chức, không còn dính líu tới cái nhóm chuyển quyền của ông Donald Trump, bởi cũng vì ông ta có những cái bất đồng quan điểm với phía ông Donald Trump liên quan đến cái vấn đề mà xúc phạm đến cái cộng đồng tình báo của Hoa Kỳ. Mà ông ta là cựu giám đốc của CIA thì ông ta không thể đứng nhìn cái ngành tình báo bị xúc phạm. Dạ, nhân vật này thì đã từng làm việc cho chính quyền của cựu tổng thống Jimmy Carter, Clinton, George Bush. Và bây giờ thực ra đứng đằng bên sau cái câu chuyện này thì nó cũng có nhiều vấn đề. Một trong những cái lý do như anh Nam vừa nói đó là cái việc ông Donald Trump attack, tấn công cộng đồng tình báo, xúc phạm cộng đồng tình báo. Cái thứ hai nữa là cái vai trò của ông trong cái nội các của ông Donald Trump không có rõ ràng, và ông này được xem là bây giờ chỉ đóng cái vai trò là phát ngôn nhân mà thôi, tức là một cái phát ngôn nhân được ông Donald Trump rất là khen ngợi, nhưng mà tức ông không có phát huy được những cái kinh nghiệm của mình nữa, cho nên ông cảm thấy là mình bị cô lập. Đó là một trong những lý do. Thưa Nam và thưa quý vị, Hương Giang xin quay trở về bản tin Breaking News. Nước Mỹ vẫn còn bàng hoàng trước vụ thảm sát diễn ra trước 1 giờ trưa ngày hôm nay tại phi trường quốc tế Fort Lauderdale ở tiểu bang Florida. Thưa quý vị, một thanh niên 26 tuổi Santiago bay từ thành phố Anchorage của tiểu bang Alaska, cảnh qua Minneapolis rồi bay tới Fort Lauderdale. Và người này bay cùng với hãng Delta, và anh ta check-in, tức là bỏ một cái khẩu súng ngắn ở trong hành lý ký gửi. Và khi mà xuống tới phi trường Fort Lauderdale đó thì anh ta lấy hành lý ở ngay trong cái khu lấy hành lý của hãng Delta. Anh ta lấy hành lý xong đưa hành lý vào phòng vệ sinh, vào nhà vệ sinh, và trong nhà vệ sinh thì anh ta bắt đầu lắp đạn vào, và sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh và bắn vào nhóm hành khách đang đứng chờ lấy hành lý ngay tại nhà ga số 2 của phi trường. Và anh ta xả hết 3 băng đạn, 3 băng đạn từ khẩu súng ngắn 9 ly. Và mọi việc chỉ diễn ra trong vòng khoảng 40 đến 45 giây. và 5 người bị thiệt mạng, 8 người bị thương. Bắn xong xả hết 3 băng đạn, anh ta phủ phục xuống nền, giang hai tay như cái kiểu là cái con chim eagle đó anh ạ, và chờ cảnh sát tới bắt. Thưa quý vị, cho đến giờ thì tất nhiên toàn bộ phi trường là náo loạn, mọi người chạy tán loạn, và cho đến giờ còn quá sớm để mà nhà chức trách có thể tìm hiểu lý do tại sao, động cơ nào mà người này đã gây ra một cái vụ thảm sát bạo lực đến như vậy. Và hiện nay thì cảnh sát và FBI cũng đang điều tra cái hướng là có khả năng anh ta có bị lôi kéo, bị các phần tử cực đoan lôi kéo hay không. Như thế nào bây giờ còn quá sớm để có thể nói đây là bị tâm thần hay là đây là một vụ khủng bố, còn quá sớm để nói. Tuy nhiên, người này chỉ mới có 26 tuổi thôi, sinh vào ngày 16 tháng 3 năm 1990, và năm 2007 thì anh ta tham gia vào lực lượng vệ binh quốc gia ở Puerto Rico. Đến năm 2010 thì anh ta được điều sang Iraq và làm ở Iraq khoảng 10 tháng. Rồi sau đó trở về, anh ta sinh ra tại tiểu bang New Jersey, nhưng mà hiện nay thì đang sinh sống ở Anchorage, tiểu bang Alaska. Và tại đây thì hiện tại thì anh ta đang làm nhân viên cho một cái công ty an ninh. Trước đó vào tháng 11 năm 2014 thì người này tham gia lực lượng vệ binh quốc gia ở Alaska, nhưng mà trước đó nữa thì anh ta thuộc nhân viên của trước khi mà vào làm cho lực lượng thì anh ta cũng làm an ninh. Thưa quý vị, tức là người này là một cái quân nhân mà có thành tích, cũng được khen thưởng, nhưng mà anh ta mới tháng 8 vừa qua thì bị lực lượng vệ binh quốc gia cho thôi việc, bởi vì không có hiệu quả, không có đạt tiêu chuẩn. Và anh ta mới được làm bố từ tháng 9 năm qua, tức là được mấy tháng mà thôi. Cái vấn đề ở đây sau cái vụ thảm sát này đó thì bây giờ đặt ra một cái câu hỏi là an ninh tại phi trường Hoa Kỳ như thế nào. Anh Nam biết là Hoa Kỳ tại các phi trường, mà đặc biệt là những phi trường lớn, người ta đổ rất là nhiều tiền vào việc là rà soát an ninh này, vào là việc bảo vệ an ninh cho phi cơ này, rất là nhiều thứ. Nhưng một khoảng trống ở đây, anh Nam thấy là cái vụ này nó xảy ra ngay tại nhà ga, ngay cái tại khu vực mà lấy hành lý, chờ để nhận hành lý, tức là cái khu vực này là hoàn toàn bỏ trống. Và cái việc này nó dễ, thưa quý vị, ở Mỹ đưa khẩu súng lên phi cơ không có phải là một chuyện khó. Nếu như quý vị có giấy phép, khi quý vị làm thủ tục ký gửi hành lý đó quý vị, thì quý vị thông báo với hãng hàng không, và quý vị cái khẩu súng đó phải lấy đạn ra, phải để trong hộp. Thì tất cả những cái thủ tục này thì người này đều trải qua một cách đàng hoàng, tức là anh ta đem cái khẩu súng lên máy bay, lên phi cơ, và từ Alaska qua Florida một cách rất là hợp pháp. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là an ninh của các phi trường tại Hoa Kỳ có những lỗ hổng nào? Mà mặc dù lâu nay những cái phi trường ở Hoa Kỳ đã được bỏ rất là nhiều tiền, được đầu tư rất là nhiều vào cái việc kiểm tra an ninh, nhưng mà bây giờ sau cái vụ này thì rõ ràng nhiều chuyên gia họ đang thấy một cái lỗ hổng rất là lớn tại các phi trường lớn ở Mỹ. Dạ, cho đến nay, tới chiều nay thì có hai nạn nhân nằm trong số 8 nạn nhân bị thương đã trải qua phẫu thuật, và một số người bị chấn động về tâm lý cũng đã có tình trạng sức khỏe ổn định. Và hiện nay thì nhà chức trách đang thẩm vấn người này. Tuy nhiên có một điểm đáng chú ý, tức là cách đây vài tháng thì Santiago, tên này nghi can, tự mình đến văn phòng FBI ở Anchorage, và anh ta khai là trong đầu anh ta có những cái tiếng nói thúc giục hành động bạo lực, và trong đó có cả tiếng nói là thúc giục tham gia vào ISIS, và mỗi một lần như vậy thì anh ta phải tìm cách kiềm chế bản thân để không có gây ra tổn hại cho bất cứ ai. Thì vào lúc đó chính quyền đã đưa anh ta đi khám bệnh tâm thần. Nhưng mà theo như thân nhân nói là khoảng một tháng nay thì cái tình trạng hình như người này có vấn đề về tâm thần, và trên phi cơ trong chuyến bay của hãng Delta thì nhân chứng cho biết là anh ta cũng có cự cãi lộn với hành khách ở trên máy bay. Hiện nay thì nhà chức trách vẫn đang điều tra, thưa quý vị, và cái vụ này cho đến giờ vẫn làm cho nước Mỹ chưa hết bàng hoàng. Cô có theo dõi về tình trạng Obamacare không cô? Dạ, Obamacare thì hôm nay thì Obamacare thì đang lắng xuống một chút so với ngày hôm qua, bởi vì ngày hôm qua như Hương Giang với anh Nam đã chia sẻ với quý vị là hai bên cũng đang đấu đá nhau rất là nhiều. Đảng Cộng Hòa thì muốn repeal, tức là muốn bãi bỏ hoàn toàn Obamacare, nhưng mà họ lại không có cái gì trong tay để mà thay thế cả. Và chưa biết là mọi việc sẽ đi đến đâu, và hy vọng là trong cái bản tin tuần tới thì chúng tôi có thể cập nhật cho quý vị về tình hình của Obamacare. Thưa quý vị, về Obamacare thì khiến nhiều người rất quan tâm, nhưng mà cũng có những cái phê ngược. Là một vị dân biểu cũng đưa lên trên cái trang Twitter của mình đó, để mà thăm dò ý kiến của mọi người, coi thử là nên bãi bỏ hay không. Thì cuối cùng con số nó rất là bất lợi, là đa số đều muốn giữ. Cho nên đó một cái tin là điều cho thấy rằng cái cuộc đấu đó hủy bỏ Obamacare còn nhiều trong gai lắm. Cái thứ hai, thượng Paul Ryan đã tuyên bố là trong năm nay, nội trong năm nay sẽ đi phân, là sẽ giải quyết vấn đề Obamacare. Thứ ba nữa đó là ông đề cập cái vấn đề mà gọi là cái là Planned Parenthood đó, là cái nói theo kiểu ngôn ngữ trong nước đó, là kế hoạch hóa gia đình đó, hay là phá thai đó, thì sẽ không có tài trợ cho cái đó. Cũng đang đấu đá rất dữ dằn, thưa quý vị. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới đến cho tất cả quý vị về các vấn đề nóng bỏng Hoa Kỳ, thế giới và cộng đồng Việt Nam. Chào lại Hương Giang. Trước khi kết thúc, anh Nam biết ngày hôm qua thì tài tử nổi tiếng Clint Eastwood đã qua đời, thọ 87 tuổi. Như vậy là chỉ trong mấy ngày gần đây thôi thì mấy ngôi sao ra đi. Dạ, mấy liên tiếp cả mấy ngôi sao, mà toàn ngôi sao lớn ra đi. Đẹp bi. Dạ. Fisher, tức là công chúa Layla, quý vị nào mà hay xem phim Star Wars thì có lẽ là biết công chúa Layla. Thì toàn một số nhân vật, những cái nhân vật có tên tuổi đã ra đi. Và Clint Eastwood là một trong những tài tử mà được rất là nhiều người kính trọng. Và ông đóng rất là nhiều phim nổi tiếng. Anh Nam có nhớ phim nào của Clint Eastwood không? Nhiều nhưng không nhớ hết tên. Nhiều lắm. The Good, The Bad, The Good, The Bad, The Ugly, hay là những sự im lặng của bầy cừu. Nhưng mà phim mà Hương Giang nhớ nhất đó là những cây cầu ở quận Madison. Đó là cái chuyện Anh ngữ đầu tiên mà Hương Giang đọc trong đời, cách đây lâu lắm rồi. Vừa đọc vừa khóc. Nhưng mà khi mà coi xem phim á, thì hơi thất vọng một chút, bởi vì phim thì người ta không có lột tả cái tâm trạng, cái cảm xúc của nhân vật bằng khi mà ở trong, bằng ngòi bút, thưa quý vị. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của anh em chúng tôi. Và xin chào, xin hẹn gặp lại. Nhưng mà Hương Giang cũng luôn nhắc nhở, thưa quý vị, báo cali-today.com, quý vị hãy vào đó để được đọc những cái tin tức chi tiết cụ thể hơn. Và nhớ giữ ấm nha quý vị, thời tiết đang rất là lạnh và sẽ có mưa bão trong mấy ngày tới. Cẩn thận khi mà quý vị lái xe ở trên đường. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Xin được đọc kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới. Xin chào Hương Giang.